Xin chào mọi người, mình là Kỳ Anh, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái dự án iROC của cái dự án PRAD. Đây là một cái con mà có website cũng khá là ok nha mọi người. Dự là sẽ list ở trên sàn, lên Coin Gecko này, lên Coin Market Cap này. Sau đấy sẽ trả iROC vào tháng 6. Tháng 7 sẽ cho listing các thứ này. Đấy, các bạn check qua một số thông tin về cái dự án này. Chúng ta sẽ làm iROC của nó, điền form nhé. Hoặc là link, link ở đây là link gì? Link bot hả? Thử xem nào. 20.000 PRAD. Nó cũng là thế mà nhỉ. À, cái này là cái gì đây? À, nó cũng thế thôi. Đấy, thì các bạn sẽ ấn vào Join iROC này. Join Telegram này, Flow Twitter này. Like và Red Train tag ba bạn bè với cái post này. Name, mọi người sẽ đánh name vào đây. Email này. BEP20, các bạn sẽ dán ví nhé. Ví BSC. Telegram thì mọi người theo cho mình. Ấn Join nhé. Sau mọi người dán tên Telegram của mình vào đây nhé. Của mình là Unpenny 1983. Phải không vậy? Check lại nhé. Setting này, edit này. Rồi, đúng rồi. Tiếp theo là ấy. Cái này cũng ấy hả? Có một group thôi mà nhỉ? Đây xem nào. Có một group thôi. Telegram Messenger á. À, nó cho nó bắt bình luận ở trên này cái gì? Làm sao để lấy cái link chỗ này nhỉ? Copy link Messenger này nhá. Rồi Twitter thì mọi người ấn vào Join cho mình nhé. Flow này. Và đây ấn copy lấy tên này. Paste vào đây này. Red Train link. Các bạn copy lấy link. À, ok. Mọi người sẽ like, Red Dream, tag ba bạn bè. Rồi, ok. Tweet. Copy lấy link. Giới thiệu kép vào đây. Ấn gửi nhé. Ok, cái dự án này thì không có link rep mọi người nhé. Đấy, thì mình sẽ để cái thông tin ở bên dưới cho mọi người cùng tham gia dự án này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ mình nhé.